phía bên kia trên tuyến. Các cầu thủ đã sẵn sàng. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Và chúng ta cùng bắt đầu hiệp 1 trận đấu giữa tổ 11 và Liên Quân tổ 19-20. Ở trong hiệp 1 thì trong khi chỉ có 2 cái bóng áo cam thôi thì có tới 3 cầu thủ bên phía tổ 11. Trọng tài vẫn không cho rằng đó một tình huống phạm lỗi. Đây rồi, cơ hội của tổ 19-20. Và đã có penalty. Chúng ta cùng xem lại tình huống vừa rồi. Một tình huống phối hợp rất hay của các cầu thủ áo cam. Bóng đưa tới cái chân của Betcon. Một tình huống mà Betcon đã xử lý bóng lỗi nhưng vô tình lại mang lại một tình huống đá penalty dành cho các cầu thủ tổ 19-20. Anh ơi, dẹp hẳn em cái, dẹp hẳn bên trái cho em với. Rất căng thẳng. Betcon đang đứng trước cơ hội để có bàn thắng mở tỷ số. Đây là Betcon! Không vào! Quá đáng tiếc! Quá đáng tiếc Betcon! Người mang lại quả penalty và cũng chính anh là người đã từ bỏ cơ hội để giúp đội nhà cú sút thẳng hoặc sẽ là một đường truyền về cho Hùng Cù. Có lẽ sẽ là trả bóng về cho Hùng Cù mà thôi. Hùng Cù, cú sút không thể vượt qua được các cầu thủ phòng ngự bên phía tổ 11. Một tình huống tỉa bóng rất khéo, đây rồi, không được. Cơ hội vừa rồi được trao cho số 17 Boy Tẹt. Thủ thành Lê Thành bên phía tổ 11 đã bằng già hơi vội. Giờ thì các cầu thủ tổ 11 sẽ được hưởng một tình huống đá phạt khoảng cách là khá xa. Công Thắng đang đứng trước bóng, rót bóng thẳng vào cồn. Một tình huống mà hai cầu thủ tổ 11 đã tranh bóng của nhau. Bóng trở lại với Liên Quân tổ 19-20. Đây là Betcon. Quá đông các cầu thủ tổ 11 có mặt ở phần sân nhà. Và rất khó để cho các cầu thủ áo cam có thể thực hiện một tình huống bàn bật. Đây rồi, một cú sút. Đây là Hùng Cú, không vào. Tình huống bắt bước một ngày của Hùng Cù, bóng đi rất căng. Đáng tiếc là lại không đi trúng cầu môn. Có lẽ là một đường chuyền cho Hùng Cù mà thôi. Hay là một cú băm thẳng đây. Một cú sút bóng thẳng. Bóng đi hơi cao so với cầu môn của Lê Thành. Người vừa tung ra cú sút đó là số 8 Quốc Việt. Tại thì Hưng Beto đang thi đấu thấp nhất ở nơi hàng phòng ngự bên phía tổ 19-20. Minh Tổ, đường truyền rất tốt của Minh Tổ. Đây là Beto. Betcon, cú sút của Betcon đưa bóng đi chạch khung thành. Công Thắng. Cú sút thẳng của Ngọc Nam. Tiếp tục là một cú sút nữa. Cú sút cuối cùng thuộc về Quốc Việt. Một tình huống đá phạt từ rất xa của Ngọc Nam. Tuy nhiên là thủ thành Chí Cường cũng không thể ôm gọn bóng trong tay. Đây là Sang Trứng. Cú 31 siêu dế. Không được rồi. Và sự thay đổi người của tổ 19-20. Số 31 siêu dế là người rời sân. Và thay thế cho siêu dế là số... Đây là cầu thủ mới được tung vào sân. Tiến thật. Vẫn đang còn. Đây rồi, Tiến Thật. Vẫn chưa có bàn thắng cho tổ 19-20. Một cú sút với lực đi không quá mạnh.
nhưng bóng đi sệt và rất nguy hiểm. Nhưng những đầu ngón chân của Lê Thành vừa bị phạm lỗi trong bóng vừa rồi là Tiến Thật. Đá phạt nhanh, đây là cú sút vẫn còn. Bóng đã ôm trọn trong lòng của thủ môn Lê Thành. Một tình huống sai lầm ngớ ngẩn nơi hàng phòng ngự của cầu thủ tổ 11. Đây rồi! Vẫn không vào. Có lẽ sẽ là một tình huống nhả bóng về cho Ngọc Nam. Nhả bóng về cho Ngọc Nam hay là Văn Tuyền đây? Không phải, cú sút. Đó là một tình huống chuyền bóng sang cho số 9. Tức của chúng ta sẽ chỉ còn được tính bằng giây nữa thôi. Đây là Đình Cảnh, bóng xuống đáy biển làm gì đây? Thắng C7! Không vào. Một tình huống chơi bóng lăn xả của Minh Tổ đã ngăn chặn lại một cơ hội quá ngon ăn dành cho Thắng C7. Đây, Tiến Thật đây rồi. Tình huống đỡ bước 1 không thành công của Tiến Thật. Thắng CR7. Và trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Kết thúc trận đấu giữa tổ 11 và tổ 19-20. Tỷ số là không đều. Và cả hai đội bóng chia đều 1 điểm.